Hàng rào đang cố gắng tiếp cận trái bóng gần hơn. Cách làm việc rất tốt của trọng tài khi đang sắp xếp cho hàng rào quay trở lại vị trí yêu cầu. Rốt cuộc là người đang đứng trước bóng không? Beckham đã được thay thành người sút bóng rồi. Vẫn là Gullit. Vẫn mất thời gian. Cơ hội từ đường chuyền. Ui, ghi bàn. Hay quá. Một pha dàn xếp sút phạt bằng tiền bạch. Ronaldo. Hernandez đã chặn lại rồi. Theo icon có khác. Chặn bóng rất hay. Vẫn là những pha câu kéo giữa sân đến từ hai đội. Một pha chào khe cho Ronaldo. Ronaldo có bóng rồi. Hoàng Minh Son. Có cơ không? Hoàng Minh Son. Tuyệt vời. Vâng, đó là cơ hội của trọng tài viên căng lên và cầu thủ đó đã rơi vào thế vị vị. Tôi nghĩ là trọng tài đã quyết định đúng trong tình huống vừa rồi, tình huống di chuyển trước hàng phòng ngự của đối phương. Một pha chọc rất đẹp dành cho Neves nhưng mà làm gì đây khi mà chỉ đá bên cánh. Bóng được chuyền cho Cristiano Ronaldo. Ui, Zidane. Bất bóng trong vòng cấm. Được. Đây rồi. Quả đấy hay. Quả này mới quá hay. Và anh ấy đã với tới bóng. Anh ta đã bắt được bóng. Đầu quá mạnh. Vẫn là phạt góc. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Ui, ui giời ơi, không có Hakimi là quả đấy là chết rồi đấy. Một pha Epson quá là căng thẳng đến từ anh Hiệp bồ củi. Khi mà đa phần bóng đều trên bên sân đội bạn. Thành bàn rồi. Đấy là một pha thật cánh đánh đầu đến từ anh Hiệp bồ củi. Đến từ Michael Ballack. Chúng ta có thể thấy trong trận đấu này có hai theo icon ở hai bên đang làm rất trọn vẹn vai của mình. Khi mà ở đâu cũng thấy mặt hai theo icon này cả. Đây là lúc cần giảm nhiệt độ trận đấu lại. Icon Black phòng ngự chuẩn xác ngăn cản được tấn công. Thôi cú lít. Phạt công. Một pha chọc quá nguy hiểm. Thật tuyệt khi sút. Một pha quá đơn giản. Một pha mà... Kevin De Bruyne tiếc quá, bóng rơi đi trên khung thành. Có vẻ như anh Khánh vẫn đang nương tay với người em mới gia nhập câu lạc bộ. Cho. Anh Hiệp thì anh bổ không trượt ông nào cả. Cơ hội là còn đây. Anh Khánh thì lại một người hiền hòa hơn. Chống lại sự khó chịu này, họ đã. Ui. Vào. Sút quá ảo đến từ CR7. Một pha. Cửa lòng tuyệt vời. Vào bóng rất mạnh mẽ. Nesta. Advíncula. Kevin De Bruyne. Drogba và Pogba trong một team. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền rất tuyệt vời. Và vạch Neves. Và đây là một pha set đi đẹp quá. Một pha cứ lòng tuyệt vời đến từ pa vạch Neves. Các bạn có thể nhìn thấy trái đất quay vòng tròn và bay vào. Thời gian bây giờ sẽ là 2 phút. Didier Drogba. Tình huống ngay. Esubio. Đây là một pha bóng tốt. Hay quá. Cơ hội ngay bây giờ. Hay quá. Có bàn thắng. Ghi bàn. Cày quá, càng quá, càng quá. Vâng. Cứu thua đấy là thành người hùng rồi. Không được. Làm gì đây? Ồ, họ đã vẫn là một pha tìm góc để cứa lòng của Neves nhưng mà không được. Khi anh đã bị các hậu vệ của đối phương bắt bài thì việc tìm ra khoảng trống để mà sút có vẻ khó khăn hơn. Thật tuyệt khi sút. Ui. Ui. Càng quá, càng quá. Hiệu Minh Son. Tưởng chừng như anh làm thêm bàn nữa thì anh bằng với số bàn thắng của anh Nghiệp đang có. Nhưng không. Một trận đấu có 4 bàn thắng. Cô bóng vào. Vào đánh rồi. Đánh đầu hay rất quá. Trận đấu chưa kết thúc. Còn 10 phút nữa. Trận đấu căng thẳng quá. Anh có thể thấy thời điểm này quan trọng đến thế nào. Họ đang nỗ lực rất lớn để Shevchenko, Esubio.
Cụ chạy nhanh thật. Pha tạt cho Gullit. Và đó sẽ là quả phạt góc lên mạnh. Cụ tạt hơi căng. Vào. Đã được mở, bàn thắng tuyệt vời. À, quả sút từ giữa sân đến từ Rogulis. Hiệp 2 bắt đầu. Thủ môn hay quá. Bán này thủ Michael môn của anh Hiệp bắt nhiều quả ảo thật. Ây da. Esubio. Esubio. Góc à, vào rồi. Đó là bàn thắng quá đẹp. Hay quá. Anh ta rất hay quá, lạnh lùng khi thực hiện pha cứa lọc. Anh Khánh đá với kia là dương 1 thôi mà. Ông chỉ cần dương 2 thôi ông thắng. Vâng, đúng như vậy. Thật dễ dàng cho thủ môn với pha bóng đó. Didier Drogba. Phối hợp tốt. 1-2 vẫn ui. Thật tuyệt khi xuống. Thế này thì đỡ làm sao được, anh Khánh này đá lên đồng thế nhở. Đáng. Vâng, và đó là một bàn thắng. Có vẻ như là nếu trận này anh Khánh thắng thì là trận cuối của chúng ta là thủ tục rồi. Là anh ta có gì đó, nhưng bóng vẫn len lỏi qua tất cả. Không ai có thể chặn được. Anh Khánh mà thắng ván này là anh Khánh nhất bảng B đấy. Tình huống tấn công rất hay. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Esubio vào rồi. Trận đấu đã quay về hai đều. À, phối hợp nhuần nhuyễn. Họ vừa cho chúng ta thấy vẻ đẹp thực sự của bóng đá. Quá khó luôn. Cụ sút quả này khó quá. Tỷ số là hai đều. Một trận đấu có vẻ nhiều bàn thắng đến từ hai đội tuyển đây. Esubio. Neves. Tốc 3. Neves. Sút đi. Ui. Cao rất đẳng cấp. Anh Hiệp không thế á. Đấu này đã chơi tốt hơn. Anh Hiệp không. Xavi. Anh Hiệp không xem quả vừa rồi. Nó gấp bóng nó truyền quả đẹp thế mà xong không sút. Ông ấy xem kênh nào ấy. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Ronaldo. Phong với lại Kiên Bách. Ui. Vào rồi, thật tuyệt vời. Seedorf xui quả ảo nhờ. Michael Ballack. Anh Khánh bảng B, anh nghỉ đây, anh nghỉ bình luận bảng B thôi, còn bảng A thì anh Sơn làm. Tí nữa đá bán kết thì chắc là một cặp bán kết anh bắt cùng một cặp và anh Sơn bắt luôn cho nhanh. Hay quá, hay không rồi. Phong đá trận này đúng kiểu thoải mái tâm lý. Kaka và chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Uống Monster dâu thì có vị gì. Tôi nghĩ rằng đó là một trận đấu khó khăn nhất mà tôi và anh từng chứng kiến, phải không anh Quang Huy? Nó thật không, nó nhẹ quá. Nó theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Vâng. Nó thơm thôi chứ nó có nặng đâu. Cũng khá là cái gì vào lúc này. Một trận đấu. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Ôi hay đấy nhở, kìa Zidane. Có cơ hội hay đấy. Còn rất ít thời gian nữa phải thôi. Có bàn nhanh nữa chứ. Alaba đẩy cụ ra rồi, một pha phạm lỗi đến từ Alaba. Wow, một pha đánh đầu đến từ Varane. Không thể tưởng tượng được rằng đây là một pha ghi bàn, nhưng mà không. Cầu thủ này và đánh đầu rất là ảo diệu. Van der Sar chỉ biết đứng nhìn. Vâng, đây là hậu vệ. Người luôn muốn làm được bất ngờ và anh ta đã làm nó thật tuyệt. Ồ không, chặt bóng kịp thời rồi. Marcus Llorente. Michael Ballack. Esubio. Michael Ballack. Chuyền bóng lại thành công. Robert Lewandowski. Goretzka. Tugulit. Thật tuyệt khi sút. Đó là một bàn thắng. Hay quá. Bàn thắng tuyệt đẹp đến từ Tugulit. Bàn thắng. Bây giờ anh ấy đang ăn mừng.
Anh ấy đã xuất. Mất bóng. Michael Ballack. Theo Hernandez. Bán độ rồi, nghi ngờ bán độ đến từ bảng A lắm. Shevchenko. Sút đi. Hay quá. Vào. 2-1. Tình huống đó xứng đáng có thể. Tỷ lệ cắt bóng của anh Nghiệp Vụ Cùi đang là 60%, nhưng đừng quá cao. Trong khi đó với 50% của tạt thủ David Beckham. Lukulit. David Beckham. Bóng chuyển cho Eusebio. Eusebio. Vào rồi. Tuyệt vời. 3-1 dành cho Hiệp Vụ Cùi. Một trận đấu rất chặt chẽ trong ngày hôm nay, nhưng đội Barca vào bóng cực kỳ đúng lúc. Robert, hai tuần một lần viết vị giải đấu được tổ chức cực kỳ chuyên nghiệp và dưới sự hỗ trợ của anh Sơn, nhà vô địch của lần một và lần hai cộng với lại vua phá lưới của lần một lần hai luôn, một người am hiểu cực kỳ về con game này. Sút đi. Vào rồi. 4-1 rồi. Tôi đang làm gì đây khi mà tôi chưa kịp nhìn thì đã thấy thêm một bàn nữa dành cho anh Hiệp Bầu Củi rồi. Nó chắc chắn sẽ giúp các hiệu số bàn thắng được tăng lên, điều này rất quá nhanh quá, vượt qua rồi. Một pha tạt cho Kevin De Bruyne nhưng không được rồi. Một pha tạt hơi sâu. Ồ, oh, rất kỹ thuật. Một cú tâng bóng đúng thời điểm. Michael Ballack. Cá nhân mình thì mình ủng hộ cho bảng B mình bình luận từ đầu chứ. Mình phải ủng hộ anh Khánh cô đơn của mình chứ. Bao giờ anh hết cô đơn? Rồi. Anh ấy có thể sút. Hay quá, anh Khánh. Đấy chưa, các bạn thấy không? Tôi đặt niềm tin không bao giờ sai chỗ luôn. Một tình huống rất khó và anh ta đã làm rất tốt. Pha phản công dành cho các cầu thủ Nesta của Vinh Bụng Bự. Michael Ballack chuyền bóng lại. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản Esubio. Họ. Đông ba. Nemeth. Vào rồi. Làm gì có về vị quả đấy. Quả đấy còn các cầu thủ của bên Vinh Bụng Bự còn lỗi cơ mà. Rất vui mừng. Và một đội bóng rất thất vọng. Đây các bạn thể thấy trọng tài đã ra lệnh cho Esubio. De Bruyne. Essien. De Bruyne. Michael Ballack. Ok à, đúng rồi đấy. Hai lần trước em quên anh Sơn ạ. Cơ hội. Hay là trước đây em quên. Xin lỗi anh, nhưng đáng lẽ là phải một bài phỏng vấn ngày hôm sau. Không có chàng thủ môn. Đánh gót rất tinh tế nhưng không thành công. Mọi người, đề nghị mọi người khán giả đừng ảnh hưởng đến hai vận động viên của chúng ta nhé. Michael Ballack. Làm thế nào để đấu đang rất căng thẳng. Chạm vào bóng. Hay quá. Tuyệt vời. Ba bàn. Đúng là anh Khánh. Cú đúp cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Cú tỏi chỉ biết đứng nhìn thôi. Chạm vào bóng. Anh ta tê. Bóng tạt cho Esubio. Anh ta quá nguy hiểm. Cho Kulit. Kulit vẫn đang chạy. Ivan. Hay quá, pha nhả bóng đẹp đến từ các cầu thủ của bên tạt thủ. Đó là pha cứa lòng tuyệt vời. Đó hay thật. Vâng đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt. Pha bóng rồi. Pha bóng đến từ anh Nghiệp Bầu Củi rồi. Joshua Kimmich. Michael Ballack. Robert Lewandowski. Ôi trống đấy. Có cơ hội ngay bây giờ. Thủ môn đã bắt được bóng và đó sẽ là cơ hội. Pha sút hơi vội đến từ. Ôi. Wow, bàn thắng được ghi cho Bayern Munich. Bayern Munich. Đó là bàn thắng với chất lượng hàng đầu, không có nghi ngờ gì về điều đó. Luis Advincula. Michael Ballack. Didier Drogba. Anh ấy đã cướp được bóng. Anh ấy thật sự là một phù thủy trên sân cỏ thật tuyệt vời. Có cơ hội ngay bây giờ. Tránh thế nhở.
Anh tôi hôm nay đá căng thế nhở? Hay quá, mà đi áp sát nhanh thật. Thật gọn gàng. Bộc bà. Bộc bà. Liệu chúng ta có trận đấu giữa bảng B gặp lại không? Ồ, đó. Sudi. Tuyệt vời. Nguồn thắng vô cùng đẹp mắt của Paul Pogba. Abin Bula đã áp sát rất chặt. Không truyền lại thôi. Không tìm được góc sút. Hậu vệ của đội tuyển AC Milan đang áp sát rất chặt. Sechenko. Sút cầu. Một pha đi vào cực kỳ đẹp mắt đến từ Sechenko. Một pha đi vào góc hẹp của phía bên khung thành. Pha mà chúng tôi chỉ biết bay ra để làm tăng độ đẹp mắt cho một pha đi vào vừa rồi. Pha đánh đầu xịt. Và vánh nét vẹt. Bóng chuyển cho Esubio. Thủ chạy rất nhanh Esubio. Esubio đối đầu thủ môn Esubio. Một đều dành cho anh Khánh Cô Đơn. Một pha đi bóng cực kỳ điệu nghệ của Esubio. Một pha chạy mà không có hậu vệ nào kịp đuổi. Và pha đối đầu với thủ môn thì không có gì để chê. Nó đọc đi ra. Đã thủ Balak. Esubio. Pogba. Avincula. Cũng chỉ là kiểm soát bóng đến như hai đội tuyển thôi. Esubio. Lại là Esubio. Hay quá. Khét quá, khét quá. Đấy là Esubio. Một pha kiến tạo từ Pogba. Thôi. Có vẻ như trận đấu kết thúc rồi khi mà anh Khánh đang có những pha múa bóng ở giữa sân rồi. Đông Ba múa rồi, anh bắt đầu múa rồi. Neves vào đường bóng cuối cùng, liệu bàn thắng nữa không? Đông Ba à. anh tôi đấy à, một pha tạt bóng đến từ quả vạch Neves của Đông Ba sút.